Hello, đại gia hảo, và chào Yang De Xin. Chào tất cả mọi người, bắt đầu từ bây giờ mình sẽ cố gắng làm các video về ngữ pháp giúp các bạn nắm chắc được các cái ngữ pháp cơ bản trong tiếng Trung. Mình hy vọng là các bạn có một cái nền tảng chắc chắn rồi, sau đấy chúng ta sẽ học tiếng Trung dễ dàng hơn, kể cả học giao tiếp hay là học TRK. Mở đầu cho chuỗi video về ngữ pháp của mình thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về lượng từ trong tiếng Trung. Đầu tiên thì các bạn cần phải nhớ cho mình một cái công thức cực kỳ quan trọng trong tiếng Trung. Học tiếng Trung bắt buộc phải nhớ cái công thức này, đó là số từ cộng lượng từ và sau đó cộng với lại danh từ. Thực sự thì mình thấy là cũng không có, mình thấy không có trung tâm hay là trường nào cho ra cái công thức này đâu, mà mình thấy đó là cái công thức này nó chắc chắn đúng và nó cực kỳ quan trọng, và rất nhiều người hay bị quên cái lượng từ ở giữa này. Chắc chắn sau khi nhìn công thức này thì nhiều bạn mới học sẽ hỏi là lượng từ là cái gì, đúng không? Vậy thì lượng từ là cái gì ạ? Thực ra trong tiếng Việt chúng ta cũng có lượng từ và dùng cực kỳ là nhiều và quan trọng, nhưng mà chúng ta không có một cách gọi cụ thể cho nó lượng từ thôi. Ví dụ như chúng ta có những cụm từ gì nhỉ? Một con chó này, hay là một quyển vở, đúng không ạ? Cái một con chó thì lượng từ của chúng ta là con đấy ạ. Một quyển vở thì lượng từ là quyển. Đây chính là những lượng từ của chúng ta. Tiếng Việt có lượng từ như thế nào thì tiếng Trung cũng có như vậy. Một con chó, một quyển vở, một bộ quần áo, đúng không? Tương tự như vậy thì các bạn thấy là trong tiếng Việt chúng ta có rất là nhiều lượng từ. Với từng danh từ khác nhau thì chúng ta cũng có lượng từ khác nhau rồi. Ví dụ các bạn nhìn thấy một cốc nước thì các bạn phải gọi là cốc chứ không thể gọi là một cái nước được. Vậy thì cái, con, chiếc hay là cốc hay là bộ thì chúng ta sẽ có quy định khi sử dụng nó, đúng không? Các bạn có biết là trong tiếng Trung có tất cả bao nhiêu lượng từ không? Trong tiếng Trung có khoảng tầm 500 lượng từ, tức là rất là nhiều, đúng không? Nhưng chúng ta sẽ chỉ có khoảng tầm 50 đến 100 lượng từ là hay sử dụng thôi, cũng không quá nhiều. Vậy thì chúng ta cứ sau mỗi một ngày học thêm một vài lượng từ và dùng nhiều, chúng ta sẽ thấy quen và chúng ta sẽ nhớ thôi, chứ không quá là vất vả đâu ạ. Và chắc chắn là các bạn mà học tiếng Trung ấy, ngay từ đầu thì sẽ được tiếp xúc với một cái lượng từ rất là quen thuộc, là lượng từ cưa, đúng không? Cửa, thực ra nó thành 4 ấy. Cái lượng từ này là cái lượng từ mình nghĩ là phải dùng đến 80-90% tiếng Trung, tức là rất là nhiều từ sử dụng cái lượng từ này. Nhiều lúc mình không biết là nên dùng lượng từ nào cho cái từ đấy thì mình dùng luôn cả lượng từ cưa vào đấy. Các bạn nhìn thấy cái công thức mà mình cho đây không ạ? Số từ, lượng từ, danh từ thì ngay trong tiếng Việt thôi chúng ta cũng đã có cái công thức này rồi. Vậy thì tiếng Trung cũng thế, nó bắt buộc phải theo công thức này và phải có lượng từ ở giữa nha. Rất nhiều bạn hay bị quên ấy. Ví dụ như chúng ta nói tiếng Việt, một con chó chúng ta không thể nói được một chó được, đúng không? Một quyển vở thì chúng ta không thể nói được một vở được. Nhưng vì sao mà mình bắt các bạn phải học thuộc cái công thức này? Đó là vì trong tiếng Việt ấy, nhiều lúc chúng ta hay bị quen, đó là ví dụ các bạn nói từ một người đi, đúng không? Một người. Vậy thì trong trường hợp này ấy, nếu như mà các bạn quen tiếng Việt, các bạn sẽ nói là y rấn. Vậy thì y rấn là sai, mà các bạn phải nói là y cơ rấn, tôi bảo. Tiếng Trung nó bắt buộc phải có từ cửa giữa đấy ạ, thì nó mới là một người, ý cười đến. Còn tiếng Việt thì chúng ta có thể bỏ được từ con người, đúng không? Chúng ta không gọi là một con người đấy. Và cái công thức này nhiều lúc khi nói chuyện các bạn hay bị quên ấy, các bạn hay bị bỏ lượng từ là sai đấy. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem các lượng từ chính hay sử dụng trong tiếng Trung là gì. Trong tiếng Trung thì lượng từ nó chia ra là ba cái, là danh lượng từ, động lượng từ và một cái nữa. Nhưng mà mình nghĩ là cái đấy nếu như các bạn học không theo chuyên ngành ấy thì nó không quá quan trọng đâu, mà chúng ta chỉ cần biết cách dùng của từng cái cụ thể là được. Đầu tiên thì mình có chia ra, đó là cái động lượng từ ấy thì nó sẽ là các cái từ dùng để biểu thị số lượng, động tác, hành vi. Chúng ta sẽ có một số cái lượng từ rất là quen thuộc ở đây mà mình chia vào một cụm đây. Các bạn sẽ thấy đầu tiên là gì ạ? Chỉ, thẳng, khuấy, biên, xả, tuần, phán, khuệ. Vậy thì chúng ta đến với các lượng từ. Ví dụ như lượng từ đầu tiên rất là dễ, một chuyến, đúng không? Một chuyến đi đâu đó. Anh ấy cần phải đến Trung Quốc một lần, đúng không? Một chuyến, đúng không? Cái thang đấy thì là một chuyến, một lượt, một lần thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng bây giờ chúng ta đến với cái từ chữ và từ biên này này. Cái từ chữ và từ biên này là hai lượng từ cực kỳ là hay dùng và nó cũng khá là dễ nhầm đấy ạ. Vậy thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn phân biệt ra là hai lượng từ này khác nhau chỗ nào. Nó đều dịch ra là một lần, một lượt. Khi mà chúng ta nghe nhạc, khi chúng ta
đọc sách khi chúng ta nói một câu ấy, thì chúng ta có thể lặp lại một cái động tác đấy từ đầu đến cuối được. Ví dụ các bạn nghe một bài hát ấy, thì các bạn nghe bao nhiêu lần ấy, thì nó vẫn y nguyên cái giai điệu đấy từ giây thứ nhất đến giây cuối cùng. Hay các bạn đọc quyển sách thì cũng thế, vẫn những cái trang sách và những cái nội dung đấy. Hay là khi các bạn nói một câu nào đấy, bạn bảo người ta là nói lại câu ấy đi, thì có phải người ta sẽ lặp lại đúng câu đấy không, chứ người ta không nói câu khác được. Vậy cái từ pen này nó sẽ thể hiện một cái động tác khi mà các bạn làm từ đầu đến cuối, và nó cứ lặp đi lặp lại y hệt nhau, chứ nó không có sự, và nó không có sự phát sinh mới. Ví dụ như chúng ta có thể nói là tôi đã nghe cái bài hát này 2 lần rồi đúng không? Của thiên chưa sổ cưa, tôi nghe bài hát này của thiên chưa sổ cưa lẻng pen là. Như vậy là khi mà các bạn đã nghe bài hát này 2 lần, tức là phải nghe từ đầu đến cuối đúng không? Khi các bạn dùng từ pen đây, tức là các bạn đã nghe bài hát này từ đầu đến cuối. Hay khi các bạn xem một bộ phim đúng không, cũng được. Xem bộ phim được 1 lần rồi thì xem từ đầu đến cuối, các bạn lặp đi lặp lại vẫn thế thôi. Có một cái câu mà rất là hay sử dụng trong tiếng Trung mà có từ pen này, đó là Qing ni qing nin zai shuo yi bian, qing nin zai shuo yi bian, là anh có thể nhắc lại một lần nữa không đấy, zai shuo yi bian. Vậy thì cái từ pen này nó sẽ đi với khá là ít cái động từ đúng không? Thường thì chúng ta chỉ có những cái động tác gì mà lặp lại từ đầu đến cuối được nhỉ? Ví dụ như là đọc sách, nghe nhạc, xem phim, hoặc là khi chúng ta nói một cái đấy, nói chuyện. Thường thì chỉ có thế thôi, cũng không quá nhiều, cho nên là cái pen này khá là ít dùng. Còn cái chữ thì sao ạ? Chữ nó sẽ thể hiện số lần, số lượt. Ví dụ như các bạn đi Trung Quốc 1 lần rồi, thì cái đi Trung Quốc đấy các bạn không thể dùng pen được. Bởi vì sao? Các bạn không thể nào đặt máy bay rồi thì đi đúng đến cái cảng đấy, rồi thì từng bước chân các bạn đi y hệt nhau được đúng không? Các bạn sẽ mỗi một lần đi Trung Quốc là một lần đi khác nhau, và các bạn sẽ gặp những người khác nhau, không thể giống hệt nhau được. Vậy thì cái từ chữ này sẽ thể hiện số lần, số lượt. Vậy thì các bạn có thể nhìn câu ví dụ này nhá. Chưa chữ lái Trung Quốc, tức là cái lần đến Trung Quốc, lần này đến Trung Quốc, thì tả sơn chưa sổ mà, bạn dự định sẽ làm cái gì đúng không? Các bạn có thể viết lại cho mình các cái cụm từ mà hay đi với từ chữ này, số lần, số lượt, nó là chưa chữ, lần này này, na chữ, lần đó này, sang chữ, lần trước này, xia chữ, lần sau này, bẩn chữ. Bẩn chữ thì chính là cái lần này đấy ạ. Rồi, đấy là một số cái lượng từ mà, đấy là một số cái cụm mà các bạn cần phải thuộc về cái từ chữ này, rất là hay dùng. Thực ra cái từ chữ và từ pen này rất là dễ để thôi. Thường thì mình thấy từ chữ nó dùng nhiều hơn. Từ pen thì bởi vì nó kiểu bị cố định với một cái ý nghĩa đấy rồi ấy, cho nên nó không quá nhiều đâu. Tiếp theo chúng ta có từ khuấy là gì? Khuấy là một hồi, dầu y khuấy, đi một hồi. Cái từ y này nó bị ở Google. Cái từ y này nó phải là y, bởi vì Google dịch. Mình sẽ làm một video về biến điệu chữ y và chữ pu cho mọi người nhé. Dịch là đi một hồi thì nó không được Việt Nam cho lắm ấy, cho nên dịch là đi một chuyến. Tiếp theo chúng ta có 2 lượng từ cũng cần phải chú ý một chút mà rất là nhiều bạn hay bị nhầm đúng không? Chúng ta có từ ý xia bị khuê. Các bạn sẽ thấy hai cái cụm từ ý xia bị khuê này đều dịch là một chút một lát. Vậy thì nó sẽ phân biệt như thế nào? Đây là hai cái lượng từ chỉ thời gian. Ví dụ các bạn sẽ thấy tấn của ý xia, cái tấn của ý khuê khác nhau như nào ạ? Thì thực ra rất là dễ thôi. Theo như cái kinh nghiệm của mình thấy đó là cái từ ý xia này các bạn sẽ dùng, nó sẽ có nghĩa là đợi tôi một lát, nhưng nó chỉ trong khoảng thời gian khoảng tầm 5-10 phút thôi, tức là một khoảng thời gian rất là ngắn. Thì chúng ta sẽ dùng từ ý xia. Tôi mới nói chuyện với anh đấy một lát thôi, tức là một khoảng thời gian rất là ngắn và rất là nhanh đấy. Thì chúng ta sẽ dùng từ ý xia đây, hay có thể nói câu tấn của ý xia, đợi tao một lát, đợi tao một chút đúng không? Thì tức là lúc đấy mình sẽ chỉ đợi khoảng 5 phút thôi. Thế còn từ ý khuê thì sao? Ý khuê nó sẽ là khoảng thời gian dài hơn một chút. Ý khuê nó sẽ là khoảng thời gian dài hơn một chút. Ví dụ chúng ta có thể nói 30 phút, 40 phút, 1 tiếng thì có thể nói là ý khuê. Nhiều lúc chúng ta có thể dịch từ ý khuê là một lát nữa, hoặc là sau đó. Như vậy cái từ ý khuê này sẽ là khoảng thời gian dài hơn. Thường thì các bạn trai mà đến đó bạn gái đi chơi, các bạn gái sẽ bảo là đợi em một lát, thì lúc đấy các bạn cả gái nên dùng là tấn của ý khuê. Bởi vì các bạn ấy có thể là make up tả ban hấn chiều rồi mà. Vậy thì chúng ta có từ ý khuê và ý xia, nó sẽ khác biệt nhau về cái khoảng thời gian. Một cái là ý xia là rất là nhanh và thời gian ngắn, còn ý khuê thì thời gian lâu hơn, dài hơn. Chúng ta có từ ý tuần, ví dụ như là chúng ta ý tuần phan ấy, một bữa cơm. Đây, ý tuần phan một bữa cơm, hoặc là một trận đòn, một trận đánh. Ma má sân chi đó, ma của ý tuần, mẹ giận rồi, mắng tôi một trận.
Tiếp theo là từ bả, là lượng từ cho các vật có thể cầm nắm bằng tay hoặc có cán. Chúng ta chắc chắn là học quyển 1 có từ y bả sản, một cái ô, y bả cha zi, một cái dĩa, y bả tao, một cái dao, y bả ý zi, một cái ghế có thể xách đúng không, y bả chen tao, một cái kéo. Tiếp theo là cái từ chủng, này là một lượng từ rất là quan trọng, các bạn cần phải chú ý cho mình. Lượng từ chủng cũng rất hay dùng bởi vì nó sẽ là lượng từ chung cho rất là nhiều, nó chỉ là loại mà. Chưa chủng rến, cái loại người này. Chưa chủng y phủ, cái loại quần áo này. Tức là nó không cụ thể mà nó sẽ bao quát rất là nhiều. Chưa chủng cung rồi, cái loại công việc này. Ban cũng là một lượng từ hay dùng trong tiếng Trung, đó là một chuyến, y ban chưa, một chuyến xe, y ban phê chi, một chuyến máy bay. Bẩn thì chắc là rất là dễ rồi đúng không? Y bẩn su, y bẩn cứ điển, y bẩn giá trị, hoặc là y bẩn xiao xua, một quyển từ, một quyển từ điển, một quyển tiểu thuyết đúng không? Cái lượng từ bụm hay dùng là một bộ phim hoặc là một cỗ máy gì đấy. Chúng ta có thể có cái, chúng ta có ví dụ là ý bù tiền khoa, một bộ điện thoại, hoặc là ý bù tiền nhìn, một bộ phim. Nhưng mà thường thì chúng ta có ý bù tiền nhìn là hay dùng hơn, một bộ gì đó. Tầng thì chắc là các bạn đều biết rồi, y tầng lầu đúng không? Y tầng lầu, một tầng lầu. Tiếp theo mình sẽ giúp mọi người phân biệt hai cái lượng từ. Chúng ta có lượng từ tuê và lượng từ xoang. Cái lượng từ này có vẻ các bạn sẽ thấy hay dùng, nó sẽ là một đôi, một cặp đúng không? Thường thì ví dụ như các bạn dùng từ tuê, có thể nói dùng từ ý tuê phu chi rồi bạn. Vậy các bạn có biết là vì sao chúng ta dùng ý tuê ở đây mà không dùng y xoang không? Y xoang sổ hoặc là y xoang xía zi. Chúng ta có rất là nhiều các cái lượng từ liên quan đến tuê và xoang này, nó đều là một đôi. Vậy thì tại sao vợ chồng lại dùng ý tuê, một cặp nam nữ thì dùng ý tuê mà lại không dùng ý xoang? Cái này chúng ta cần phải phân biệt, các bạn chú ý cho mình nhé. Chúng ta sẽ dùng tuê khi mà hai cái vật thể đấy, nếu như mất đi một vật thể thì vật thể còn lại vẫn có thể dùng được, vẫn có thể sống yên ổn bình thường. Còn nếu như dùng xoang ấy, bắt buộc hai cái vật đấy phải cùng tồn tại thì mới có thể sử dụng được. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như chúng ta có từ ý tuê phu chi, hai cặp vợ chồng này nếu mà bây giờ có ly dị ấy, có lý khuân ấy, thì đường ai nấy đi chứ không có ai ảnh hưởng đến ai, cho nên chúng ta có thể dùng tuê đây được. Kể cả chia tay nhau thì vẫn sống khỏe mạnh còn hạnh phúc hơn đúng không? Hay là ý tuê nán nỉ cũng thế, không biết ngày nào sẽ chia tay, thì hai cái này nó không phụ thuộc vào nhau, mất một cái cũng không sao. Nhưng còn y xoang sổ và y xoang xía zi, nếu như bây giờ hai đôi giày đấy mà mất đi một đôi thì chắc chắn là sẽ không đi được, mà kể cả bạn có tìm đôi giày khác vào thì nó vốn dĩ không phải là cùng một đôi. Vậy thì nếu như mất đi một đôi giày, mất đi một cái giày ấy, một chiếc giày ấy, thì sẽ không sử dụng được cái đôi đấy nữa, nó vốn dĩ đã sinh ra một đôi tay rồi đúng không? Cho nên chúng ta phải dùng xoang bởi vì nó không thể độc lập sử dụng được mà nó phải có một đôi. Giờ các bạn đã hiểu khi nào dùng tuê, khi nào dùng xoang chưa? Tiếp theo chúng ta có từ quê và từ miếng ấy, thì nó đây sẽ đều là lượng từ để chỉ cho chức vị hoặc là một người nào đấy. Ví dụ chúng ta có từ ý quê lão sư đúng không? Thực ra chúng ta có thể dùng từ ý cưa lão sư cũng được, nhưng cái từ ý cưa lão sư thì nó sẽ không được mang tính chất lịch sự và trang trọng. Chúng ta có từ ý quê và ý miếng sẽ lịch sự hơn, và ý miếng ấy thường nó sẽ cộng với một cái chức vị, một cái nghề nghiệp gì đấy. Ý miếng lão sư, ý miếng giáo sư đúng không? Vậy thì sau bài hôm nay các bạn sẽ nhớ cho mình, đó là lượng từ trong tiếng Trung rất quan trọng, và dĩ nhiên là phải thuộc cái công thức này cho mình, bắt buộc phải thuộc công thức này, nó rất là quan trọng đấy. Chúc các bạn học tốt tiếng Trung và nhớ ấn like hoặc là ấn subscribe hoặc là comment cho mình những cái nội dung mà các bạn muốn mình hướng dẫn. Nếu mà có gì mình nói sai hay là không đúng thì có thể comment góp ý cho mình nhá. Nhớ ấn like và subscribe ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.